Gieo Bonsai. Xin chào các bạn. Chúng tôi đang bắt đầu phẫu một cái cây cốt cũng tương đối là già rồi. Phẫu như nào thì các bạn biết. Đây tôi quay tổng thể cho anh em ngó là cái cây gần như là hoàn thiện rồi. Rồi các bạn chờ một chút, anh em ở Nam Điền sẽ phẫu cái cây này nhá. Rồi mình sẽ cho các bạn kết quả như thế nào. Rồi Tuấn ơi, làm đi em ơi. Mà cứ nói thoải mái đi em, về em cắt lời nhé. Đúng không? Đừng cắt cái đấy. Làm cái cười cả. Không dễ cái này trên ra đầy đúng không? Các bạn đang chưa công kính, các bạn bây giờ là anh Tuấn này, Nam Điền và Cường, hai thầy trò quyết định này. Cắt cả đi ạ. Đoạn trên là vứt đi rồi mà, quan trọng cái gốc thôi. Thì đấy, cho tao là vứt đi cần gì nữa, sống chết thì tao chịu. Lấy cứ lấy gốc đẹp đã. Phải rồi. Tay nhanh chút nhé. Ừ, tay về đi. Chậu thì lấy cái chậu đầu nhỏ anh, thay mỏng trên ông đầy. Vậy thì để nguyên cái chậu luôn anh ạ. Hả? Thank you.
Ừ, nhưng mà anh bảo này, à thôi cắt rồi, chứ cần tại sao cắt cao thế này, vì bệ nó lấy bệ tròn mà vết dễ thế này nó vứt đi hết đúng không? Vậy. Vậy mà cắt kiểu này là phí hoài đi. Mình biết rồi. Ê, cá với cục này của tôi vứt đi này. Thế thấy cắt đây để nó lấy con bé thấy. Lấy cắt đây thì đẹp không? Vẫn phải ưu tiên cái bé chứ. Phải lấy cái mảng này không? Thấy chưa? Thì con này nó quyết định là cái bé không? Bây giờ mình anh thấy chưa? Nó lấy cái này không rồi này. Nãy nó cắt đây có phải em được cả cái mùng này em cho vào cái thau không đẹp không? Cái bé nó sẽ thiếu ở nhà. Tại đây chứ chưa? Nó anh gọi nhìn thấy chưa? Và nào, 1, 2, 3 nhấc cho anh cái. Xong. Đấy, chúng tôi chơi mỗi cái này rồi các bạn ạ. Chán luôn đấy. Em cắt cái này xong đưa lên mạng cũng đúng là video này của anh là cũng hot luôn. Nên mới mỏi dưới cái dây của gốc cây ấy. Bỏ gốc cây của nó chết mầm. Có hot không Tuấn? Đẹp chứ. Cây gọi là bonsai kinh điển thôi. Vẫn làm điền phải nổi đẹp nhất đất nước Việt Nam luôn. À, nói thật với các bạn là Tuấn Nam Điền này, bọn Tuấn con này ấp ủ cái này cắt khoảng tầm 4 năm nay rồi và hôm nay mới ký được hợp đồng, hôm nay mới được cắt. Quán ăn đi. Vâng, mà Lý Giang ăn tí là sao cái gì đâu anh. Vâng. Em chờ mãi mỗi bạn. Trưa nay đã ăn mỗi tí cơm Giang chán lắm rồi. Trưa nay hóng được tí cơm Giang anh ạ. Mẹ đi từ này ăn cơm bố xong vậy thôi nó cho ăn mỗi cơm Giang. Chú về anh nghe cho ấy hết. Lấy được lời gì để lấy. Cái này là của một người Ninh Bình xin được giấu tên. Cái gì? Cái này của ông Giang Văn Sai. Em mới dám chặt như vậy, của em thì ai dám bổ thế này. Chúc mừng Tuấn đã mua được cái này thành công em nhé. Có gì mấy đêm bỏ đi hết thì em nghịch vậy, lấy mỗi cho nhạc vào. Vậy mới nói lung tung vậy. Chưa, 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 bật quạt.
Cái mưa dạo nó vật vẻ đầy đặn. Đúng không? Nhìn đông các bạn chưa? Rùa này rùa ngóc đầu chứ phải là rụt đầu. Rùa ngóc đầu lên đây. Này thì chỉ đến đây này. Ờ đấy đúng rồi, cắt lấy thôi, đúng rồi. Cắt luôn đấy đi. Sật luôn đây. Phẩm đã được nghệ nhân Tuấn Nam Điền, em bật danh gì không em? Tuấn con Nam Điền đã xử lý xong. Đấy. Quay còi. Quay còi à? Ở Tuấn ấy, em ở bên Nam Điền em là biệt danh gì? Tuấn còi nha, Tuấn vừa nói rồi, Tuấn còi các bạn ạ. Đã xong một cái tác phẩm này. Các bạn nhìn thấy khi lúc cắt và lúc chưa thành phẩm và bây giờ thành phẩm. À, mình nói qua một chút về nhá, thì một số người là chưa tưởng tượng ra ở đây là có cái mầm con các bạn này. Đấy. Sau này chúng tôi sẽ nuôi nó sẽ to bằng ngón tay gái tôi đây, nó sẽ lắc ra đến tài đến khoảng này. Đấy, khoảng này là sẽ ba bông các bạn ạ, ba bông. Cái này hình này của chúng tôi cũng vậy, cũng phải đều ra ba bông hết, và những cái này nó tôi vẽ ra hết toàn bộ. Đây mới gọi là cái phôi thôi các bạn nhá, đây là mới là cái phôi thôi. Đây là 70% rồi. 70% rồi.
trước tiên là cảm ơn nghệ nhân Tuấn Còi Nam Điền nhá, đã dám tư vấn cho chủ nhân cắt một cái này kinh điển. Ấp ủ là 4 năm nay rồi, hôm nay Tuấn mới quyết định cắt vào ban đêm. Ban ngày không dám cắt cơ. Cắt đêm. Cây này gọi là cây cần tìm nữa. Cần tìm nữa. À vậy à? Như đấy, như các bạn nói, nhìn như này thì giống một con cóc vàng các bạn, nhìn như này. Nhưng mà chúng tôi đang cần một cái tên, anh em có cái tên gì hay thì xin góp ý các bạn nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. À, anh em nào cần phá vôi, phá phôi ấy, thì gọi cho Tuấn Con ở Nam Điền.